Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay trong khu vườn nhỏ có một con thỏ màu trắng. Đó chính là bông rau muống màu trắng. Mấy cái rau muống này là dục hộp nó văng đó rồi tự nó lên luôn. Vậy mà thấy nó cũng tốt sức không? Giảm thứ trồng chăm sóc rồi chứ nó không có tốt lành gì. Cây ớt hôm nay nó ra trái, bữa nó bị trái nặng quá, cây nó yếu quá, nó ngã luôn, mới chống lại rồi. Nay chậu qua 10 giờ nó ra bông nhiều luôn, nhiều nhất khẩm gài luôn. Để mình chiết ra mình trồng trong mấy cái chậu này. Nên màu trắng, màu vàng, trắng vàng hồng, trắng vàng hồng hai màu. Bữa nay rất tiếc là không có màu đỏ hả, bữa nay thiếu bông màu đỏ. Mấy cây này nó dễ trồng mà bông nó cũng đẹp. Sáng sớm mình tạo cầu vồng. Nó bụi xả bữa nay nó phát triển quá chừng luôn rồi đó. Tại vì không có ăn, trồng lên dưỡng nó đó. Ăn mấy bụi trước không à, bụi trước đường. Mấy bụi này để dành, chứ giờ ăn là nó rụi tiếp. Để nhân giống ra trồng tiếp tiếp vậy đó. Nay ăn thấy mấy thứ cá mà rau không nhỉ? Rau chứ bà hồi bỏ nhiều quá. Rau là già. Ngồi quằn mẻ mấy cái lá cách rồi nó non nét rồi. Bỏ vô luộc cái rau này chấm cá. Nó bị lá nó bị nở hộp kìa rồi. Thấy không có mấy lá à. Nó hộp ăn cũng được. Mấy cái lá cách nó bị nổi hộp hết trơn rồi. Cái cha này mình rửa với giấm với chanh hoặc là muối gì đó, nó thịt nó tái ra luôn rồi. Tái rồi. Này thôi là tầm xoài. Rau gì, rau lan, rau ôm, cái thìa, chú tô, chú sống, tùm lum trên. Cái tô với chú sống này là này nè, xào mắm rút cho ba nè. Thịt kho mắm ruốc. Này nó ấp xương xương rồi kho lạc luôn. Ấp xương xương rồi mình ấp gia vị nha, ấp ít thôi. Rồi là ấp xương xương, chứ không có cái gia vị nào mà tên xương xương hết. Xương xương cô nương. Ồ, cái miếng này luộc chấm bánh tét ngon lắm kìa. Nó lộ thì ngon. Ở đằng kia có một bụi xả nhỏ, đằng đây cũng có một bụi xả nè. Xả này chịu nắng lắm, trồng ngoài nắng tưới nước là nó tốt lắm. Ở nhà trồng chừng 5 bụi ăn mới sể, chứ còn trồng 1 bụi 2 bụi là ăn là lãi vài ba bữa, lãi một lần là nó rụi à.
Xả này mình mới vừa hái vô, bầm rất là thơm. Thơm. Con ve tính ra nó hay, nó nhỏ xíu mà nó kêu cái tiếng nó lớn hơn cái giọng mình nói. Tuy cái người mình nó bự vậy nè, mình nói không có bằng cái tiếng ve kêu. Tiếng của nó nghe chát chúa quá. Mắm ruốc mới bỏ vô à, bốc mùi à. Nếu mình ăn không được mắm ruốc á, mình lấy mắm ruốc mình quậy ra tô, mình lắng trong, mình lấy nước nữa, mình đổ hay cho mình đổ nước lạnh, mình đổ nước đó không? Ừ, đúng rồi. Mình lấy cái nước trong đó mình kho thịt. Cái mùi nó sẽ nhẹ, thơm nhẹ. Vậy cũng ngon nha. Giống như bún bò Huế vậy đó. Ừ. Làm gì thì nó hơi nặng mùi. Trời đất ơi. Giờ nhớ lại cái lần đầu tiên thôi, hết trơn nguyên keo mùi lên hết rồi. Bỏ hết thịt đường. Giờ 10 giờ mấy rồi, nắng vô chỗ bông nè. Bây giờ 10 giờ mấy thì nắng lên nó mấy cái bông bây giờ nở bung ra hết. Đây là canh đậu hũ. Cái chảo thịt mắm ruốc đã xong rồi. Bây giờ là 10 giờ rưỡi à. Nắng lên mấy cái bông nở rực rỡ nè. Bữa nay không có màu đỏ ha, màu đỏ nó rực lắm. Nè màu hồng nhạt, màu nhạt nhạt không. Tay đi Huy. Vồ xong. Có cha chứ không phải có vồ. Không phải, cá này cá bắt mày xong á. Nó không có mở. Vậy là hôm nay chị nghỉ ha, chị làm buổi chiều. Mai hôm sáu. Xả hơi luôn hả? Hẹn mà gặp nè, tối ngày sáng lấy áo gì trả chị quên. Mặc đi. Thôi. Áo gì mặc mực muốn chết. Nó dày quá. Trời ơi. Mặc thả chảy mỡ luôn á. Khỏi dám cân. Mỡ nhiều nhiều cho nó chảy mỡ quá. Trời ơi, một chảo nước tắm được luôn. Cái này cái gì giống ruột heo vậy? Tàu hủ tiêu tươi này xào chay cho mẹ ăn mấy nè. Mấy mì xào chay nè. Đấy tiếp. Cái này là xào chay. Cái
xào chay, cà hủ tiêu. Nghe hết trình ruột quá vô chua. Bữa cơm chỉ cần như đây thôi. Xài mà bầm hay ngon hay không cũng quan trọng nữa. Nó phải nhuyễn. Bữa ăn với Duyên Hải mầm xài tính không ai ăn nhiều bầm nửa trái hồi ăn bầm không kịp. Nóng quá. Đâu có gì. Về kêu quá. Kêu hồi nghe phái phái hồi sùm nhức đầu luôn á. Mẹ con sói ăn để làm cái gì? Để chấm cái cá ăn ngon. Khi mẹ ra ăn dưa hấu rồi. Rồi nấu mày dưa hấu không mẹ? Cho con muối dưa hấu. Rồi mà mọi người ăn cơm nha. Tôi dẫn đi nha. Qua phượng nở. Cha sao cái cành hoa phượng rớt xuống sao con làm bung bướm hết được rồi. Nó rớt xuống bị héo. Hai cành tươi mới được. Ngõ cũng trồng chứ, nó mọc với mưa. Cha ơi. Cha ơi. Cơm hả? Cơm hả? Rồi mắt nắm dở mới về. Không dở bà nhá. Cơm mà sao? Ơi. Hồ lô. Bà cua cái sợ. Nay bà ngoại đám giỗ rồi. Còn có 3 người thôi. 4 người. Ông ngoại ăn ra một chú. Hả? Ông ngoại ăn ra một chú. Ông ngoại ngoại lên chứ ông ngoại xuống. Lấy là nhả gì vậy? Úi. Tao hổ kìm. Tao hổ kìm. Cái dán đậu ngầm. Cái đậu ngầm ta nấu á, ta vớt cái dán ở phía trên không? Ra chỗ bán không? Vớt nó treo luôn. Xào. Ngon quá. Ngon bằng bò chiên không? Rau này bà cạp chấm bóng muốt ngon quá trời. Mình thích mẹ ăn với ông. Đúng là ăn chay. Bé Mỹ bảo nhớ. Nó khoái ăn chay hơn nặng. Nó coi vô clip anh bao nhiêu 7 bắt cá. Nó nói nó thấy là nó không có phái rồi đâu. Nó thấy bắt cá là nó không có phái rồi đâu. Theo chưa nổi mà. Có căn tu hả? Nó thấy con bảy á, con bảy dựng chính bắt cá rồi, không có phái rồi đó. Thấy ghê quá. Giờ mẹ mua cá mà nó ồ, tanh quá trời.
chịu hết nổi chay. Theo ông nội mà nội nó. Ăn cơm á, ăn với tàu hũ canh đồ tương đồ nha. Ngon lắm. Ngon lắm. Mà đưa cá đồ vô tầm không mà. Chấp thần. Nguyên nó ăn đùi gà nó ngon rồi. Mà thắng lên ăn. Ngon quá mẹ. Lâu quá không có ăn xài bằm nước cá ngon dữ không? Đó nhà anh ăn cơm là cá kho gì cũng nặng miếng chanh vô. Dễ ăn, hồi đó em cũng ăn vậy đó. Cá bóng nó lòng tâm, cá gì cũng nặng miếng chanh. Cá lóc nha. Ăn lễ tổng đi. Cá, cá canh. Ngon ngon. Nãy giờ chưa ăn một hộp cơm nha. Sao ăn mì ngon hơn ba nhóc không? Ra còn cái mì nó không tổng lắm. Nãy dĩa kêu ba rau gạn à. Rau kẹp với mì ăn ngon chắc. Ăn mỗi cái ít dừa thôi. Ăn cái vô. Bị hư hết khúc rồi. Bị không trụ hay dơ gì nó cạp rồi. Dơ. Cát quả lọc nè, nó nổi băng bông lên vậy nè. Mới đúng là cát quả lọc nó gặt luôn nè. Nổi bông. Cát hết rồi. Nó nổi bông lên vậy nè. Đó. Ở đó vòng vòng trước ba chồng cũng nhiều lắm mà nó chết. Ăn được mấy lần trái cây chết quèo. Bị bù xích bù xè vậy đục. Công kỹ cây trồng hả, mấy năm trời, 5-7 năm trời mới có trái. Trái mấy đợt. Chung mình trồng mình cũng không chăm sóc gì. Thì đâu có chăm sóc gì đâu. Trồng dạng nhà ăn vài ba cây. Cái xè nó chưa chín hẳn, nó khúc ngọt khúc chua. Ừ. Sao không có trái. Em bàn ngồi Quyến. Con viết chữ đâu, coi chữ bé Quyên viết đây. Đây là chữ lớp 2. Chữ lớp 2 viết vậy là cũng ok đó. Chữ này là chữ gì? Chữ giờ. Cờ qua hả? À, thôi mình kết thúc video tại đây luôn. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Bye bye ông bà cô chú. Ông bà cô chú. Như viết bài hồi đi học.